và các bạn đang theo dõi bản tin Life News của Life Finance ngày hôm nay. Chúc các bạn có một tuần làm việc thành công và hiệu quả. Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin tức nổi bật về Life Finance. Chương trình khuyến mại Gold Cross lên đến 300 USD khi giao dịch vàng tại Life Finance. Life Finance đồng hành cùng nhà đầu tư qua chương trình livestream thực chiến Hôm nay trade gì được phát sóng trực tuyến mỗi ngày. Những nhận định mới nhất về cổ phiếu Chevron. Life Finance phối hợp cùng báo pháp luật thực hiện bản tin tài chính, cập nhật những tin tức đáng chú ý trong tuần. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Life News ngày hôm nay đã thông tin về việc Life Finance đang triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn Gold Plus, mang lại cơ hội nhận thưởng lên đến 300 USD khi giao dịch vàng. Để tham gia, nhà đầu tư chỉ cần nạp tối thiểu 1.000 USD và hoàn thành giao dịch 18 lot vàng trong 30 ngày. Vàng là một sản phẩm giao dịch chủ lực của Life Finance. Và thông qua chương trình này, Life Finance mong muốn giúp khách hàng tiếp cận cơ hội đầu tư tốt hơn, đồng thời gia tăng giá trị lợi nhuận từ các giao dịch tài chính. Với các bước tham gia dễ dàng, nhà đầu tư có thể đăng ký ngay mà không bỏ lỡ cơ hội nhận phần thưởng giá trị. Kính thưa quý vị, tiếp nối bản tin Life News ngày hôm nay là thông tin về chương trình livestream thực chiến Hôm nay trade gì của Life Finance. Chương trình sẽ giúp nhà đầu tư giải mã các biến động thị trường, phân tích chiến lược giao dịch cùng với những chuyên gia hàng đầu trong ngành. Không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu, chương trình còn mang đến những góc nhìn sắc bén giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hiệu quả hơn. Đặc biệt, người xem còn có cơ hội tham gia mini game thú vị với phần thưởng hấp dẫn, biến mỗi buổi livestream thành một sân chơi bổ ích và đầy hứng khởi cho cộng đồng trader. Thưa quý vị, Chevron được xem là một trong những công ty dầu khí hàng đầu thế giới, nổi bật với lịch sử tài chính bảo thủ và chính sách tăng cổ tức đều đặn ngay cả khi năng lượng giảm. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là thời điểm lý tưởng để đầu tư vào Chevron vì định giá của cổ phiếu này có thể thay đổi theo thị trường. Chevron hoạt động trên nhiều phân khúc trong ngành năng lượng, từ thượng nguồn đến hạ nguồn, giúp công ty giảm thiểu các tác động như từ những biến động trong ngành. Với bản cân đối kế toán mạnh mẽ và tỷ lệ nợ thấp, Chevron có thể duy trì việc trả cổ tức, một thành tích ấn tượng với 37 năm tăng trưởng liên tiếp. Hiện tại, tỷ suất cổ tức của Chevron rơi vào khoảng 4,6%, cao hơn so với mức trung bình 10 năm. Điều này cho thấy rằng giá cổ phiếu hiện tại có thể là một cơ hội hợp lý cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng doanh thu của Chevron vẫn chịu ảnh hưởng từ giá dầu. Vì vậy, những thời điểm giá năng lượng giảm thường được coi là cơ hội tốt để mua vào. Chevron là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng lợi ích từ cổ tức ổn định và sự tiếp xúc rộng rãi với ngành năng lượng. Hãy theo dõi và xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư nhé. Quý vị, kết thúc bản tin Life News ngày hôm nay là bản tin Life Finance phối hợp cùng báo pháp luật Việt Nam cập nhật các tin tức tài chính hàng tuần. Nội dung bản tin là những tin tức đáng chú ý của thị trường tài chính trong tuần nhằm cập nhật cho các nhà đầu tư những thông tin chính xác và khách quan nhất về xu hướng thị trường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của Life Finance. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Life Finance, the world of financial freedom.